Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn chiếc điện thoại Xperia M2. Thì đây là một sản phẩm mà được khá nhiều bạn có hỏi là chiếc điện thoại này như nào, và nếu mà so sánh nó với những cái sản phẩm ở tầm giá hoặc là tương tự như là DJI 610 HTC hoặc là Zenfone 5 thì sẽ như nào. Thì các bạn thấy về thiết kế thì nhìn một phát chúng ta có thể nhận ra ngay cái dòng thiết kế của Xperia của Sony. Các bạn thấy chiếc điện thoại này nhìn khá giống Z2. Tuy nhiên là cái mặt trước của nó thì cái viền màn hình tương đối dày cả phía trên và dưới, tạo cho chúng ta cảm giác khi mà bật màn hình lên thì cái màn hình 4,8 inch tương đối nhỏ so với cái cỡ thực tế của nó. Về mặt trước của máy cũng như mặt sau thì có một điểm nhấn đặc biệt, đó chính là cái tấm kính. Đó, các bạn thể thấy tấm kính phía trước và sau. Tuy nhiên là với cái việc tấm kính như này thì sẽ rất là dễ bị bám vân tay. Như mình chẳng hạn, mình là một người dùng điện thoại và để bám khá nhiều vân tay đằng sau và nhìn nó rất là xấu. Và để giải quyết vấn đề này, các bạn nên mua ốp. Tuy nhiên mua ốp thì nó lại mất đi cái vẻ đẹp vốn có của cái điện thoại này. Nên là mình cũng nghĩ là giải quyết vấn đề này, các bạn nên xem lại cái tay của mình. Rồi. Tiếp theo thì các bạn thấy mặt trước thì sẽ có một cái camera, loa đàm thoại logo của Sony. Ở phía mặt sau thì sẽ là camera 8 chấm, đèn flash logo Sony, biểu tượng NFC, logo Xperia. Phía bên cạnh trái đó là một cái đó là rác nguồn của các bạn. Thì riêng Sony thì họ lại chuyên đặt cái rác nguồn ở bên này chứ không đặt ở dưới đáy nữa. Phía bên cạnh phải đó là một cái nắp đậy để các bạn có thể cắm thẻ nhớ cũng như là thẻ SIM, phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng và một phím chụp ảnh nhanh. Ngoài ra thì phía dưới các bạn sẽ có một cái màng loa ở đây. Thì cái màng loa này được thiết kế khá là lạ, cảm giác khá là hay, tuy nhiên là nó sẽ dễ bị bám bẩn. Và các bạn thấy riêng cái máy này của mình đã bị khá là bám bụi rồi. Phía bên này sẽ là có một cái lỗ nhỏ để các bạn có thể xỏ cái dây của các bạn vào. Các bạn có thể cầm lủng lẳng trên tay và chụp ảnh, không sợ bị cướp giật nữa, trừ khi thằng cướp nó chặt tay bạn thôi. Phía trên cùng đó là jack tai nghe 3.5, phía trên thì không có gì nữa. Về tổng quan thì các bạn có thể thấy máy được thiết kế các cạnh cũng như là mặt trước mặt sau thì rất giống Xperia Z2 cũng như là các cái dòng điện thoại Sony của năm 2014. Về màn hình thì máy được trang bị màn hình 4,8 inch QHD, tuy nhiên lại có cái phần giải cảm ứng ở bên trong này. Thì với một cái màn hình 4,8 inch mà có giải cảm ứng bên trong này sẽ khiến cho cái màn hình các bạn cảm giác là tương đối ngắn, và cộng viền màn hình dày nữa nên là các bạn sẽ thấy cái phần hiển thị các bạn được tương đối ít. Và những người mà không thích điều này thì chắc hẳn là sẽ không thích điều này rồi. Về hiệu năng thì máy chạy chip Snapdragon 400, RAM 1GB, xung nhịp 1,2GHz. Thì máy chạy Android 4.3 và cái giao diện Socialize này của Sony thì rất là đẹp và tương đối mượt mà. Với những máy mà chạy từ những chip Snapdragon 400 trở lên thì cá nhân mình đánh giá thì nó gần như không có một cái độ trễ nào với những cái thao tác bình thường các bạn cả. Ví dụ như những cái thao tác như vào tin nhắn hay là mở trình duyệt ghép lên thì nó đều rất là nhanh. Đó, các bạn thấy đấy vậy. Ngoài ra thì Sony cũng trang bị cho Xperia M2 này những cái tính năng như là kết nối Xperia, những cái chế độ hình ảnh của máy cũng như là một số cái tính năng giải trí trên Xperia như là nghe nhạc Walkman, là album, xem phim chẳng hạn. Một điểm đáng lưu ý nữa mà rất nhiều bạn quan tâm đối với chiếc máy này đó chính là camera. Thì camera của máy là camera 8 chấm, được hỗ trợ cảm biến XMRS và có rất nhiều tính năng chụp ở đây như là tự động cao cấp, time shift hay là những hiệu ứng ảnh, chụp AV chẳng hạn. Thì những tính năng này được có xuất hiện trên những thiết bị cao cấp của Sony và nay được đưa lên những thiết bị như M2, là một điều mà người tiêu dùng chúng ta sẽ rất là vui. Tuy nhiên là máy thì cho một cái chất lượng ảnh tương đối tốt, bắt nét nhanh mở cái cảm biến của mình. Trong điều kiện thiếu sáng thì máy cũng chụp tốt hơn những thiết bị tương tự như là HTC DJI 610 chẳng hạn. Và cuối cùng đó chính là thời lượng pin. Thì chiếc máy này có dung lượng pin là 2300 mAh. Và mình nghĩ là với những cái thao tác cơ bản của các bạn như là xem phim hay là lướt web thì máy có thể cái thời gian sáng màn hình được khoảng 6 tiếng. Và mình nghĩ đó là một cái khoảng thời gian chấp nhận được mà các bạn có thể dùng trong vòng một ngày. Vừa rồi đó là bài trải nghiệm nhanh và trên tay chiếc điện thoại Xperia M2 của mình. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Ở bên ngoài hộp của máy thì là khá là vuông vắn và có màu vàng ánh kim, tưởng chừng như vỏ hộp được làm bằng kim loại. Ở bên trên vỏ hộp thì có in logo LG G3